bắt dạ chức quan nước khu vực bất đảm là hồi đó ngay dưới đây nè dạ nếu có nứt chết hạ dưới ở đâu có dưới đây hả dưới chừng 50 thước à sau lưng này phải không ừ. Là con nít không à nít không sao chết chú thì bệnh hoạn nó chết bà này bà mới ngã nhập nữa. Nhập ở người dân này nhập về hay gì nhập khác ở đó ở đây hay gì hai người đó ở đây luôn hả ở đây dạ nói giờ chú phải kiếm cái tấm gạch hay gì chú thờ đó chứ không thờ là không được thôi tôi cũng giờ mình biết làm sao thì giờ người ta nhập xác về người ta kêu hay gì người ta kêu mình kêu làm thờ hay sao giờ cúng phải giấy dạ chiến sĩ hai miền Nam Bắc đúng không dạ mới nãy thì con cũng có giấy là chiến sĩ hai miền Nam Bắc nhưng mà con thấy lạ là tại sao mà phải kêu bằng chiến sĩ hai miền Nam Bắc rồi chào cả nhà thì sau cái đoạn đường khá là dài thì dân cũng tìm được cái miếu bà của con chú dạ ở đây là miếu bà quý vị thì ở trong đó thì có năm mẹ ngũ hành rồi bà chú sứ ha rồi bên đây thì đây là miếu chiến sĩ chặn dông miếu chiến sĩ không chú dạ miếu chiến sĩ rồi thì ở ngoài này thì có một cái gốc cây này cây gì chú à đây là cái gốc cây bồ đề ở đây là chiến sĩ hai miền ha à, chiến sĩ hai miền nha cả nhà thấy không gốc cây rất là lớn nha cái cây này cầu 4 người 10 người ôm vô mới nổi chứ nhân có trái cây ha rồi quên mua bông mày trái cây không được thì nhân cũng đến để cúng bằng cái tâm của mình ha đó thì quý vị hôm nay theo chân nhân để mình vào mình cúng quý vị chú cho con hỏi là cái miếu này mình thành lập lâu chưa chú năm 2013 dạ là cái này là do người dân mình thành lập hay là có một người nào lại đất đại lợi tân đại lợi làm cho mình cúng vậy dạ rồi tại sao mà mình thờ chiến sĩ chặn dông lần sau chú nó cũng nghĩ gì đó nó coi đó nó cũng tin đất đai của nó đó dạ tin và nó phải mấy một người coi đó thì mới hiểu cất cái miễu phải có dạ phải có mấy người chặn dông người ta chứng minh cho phải không giờ mình mới thành lập cái miếu hay sao chú không mình lập mà trước khi rồi mới có cái miếu chặn dông dạ có sau này mới làm sao đó dạ vậy là sau này mới làm sao là tại chắc về báo hay là sao mấy chiến sĩ người ta về báo hay là sao cũng nó cũng tin dữ lắm nó nằm ở trên thành phố chắc về báo gì đó không rồi mới lập cái miếu bên hông không rồi bên đây sao ngay cái góc đa cái góc góc bồ đề hả đây. Dạ rồi sao mà tại sao mà kêu bằng miếu chiến sĩ đông cái gì nãy gì Nam Bắc hả Nam Bắc dạ chức quan nước khu vực bất đảm là hồi đó ngay dưới đây nè dạ miếu có nứt chết hạ dưới ở đâu có dưới đây hả dưới chừng 50 thước à sau lưng này không ừ. Là con nít không à nít không sao mà chết chú thì bệnh hoạn nó chết bà này bà mới ngã ngửa nhập ba ở người dân này nhập về hay gì nhập hay khác ở đó ở đây hay gì hai người đó ở đây luôn hả ở đây dạ nói giờ chú phải kiếm cái tấm gạch hay gì chú thờ đó chứ không thờ là không được thôi tôi cũng giờ mình biết làm sao thì giờ người ta nhập xác về người ta kêu hay gì người ta kêu mình kêu làm thờ hay sao giờ cúng phải giấy chiến sĩ hai miền dạ chiến sĩ hai miền Nam Bắc đúng không dạ mới nãy thì con cũng có giấy là chiến sĩ hai miền Nam Bắc nhưng mà con thấy lạ là tại sao mà phải kêu bằng chiến sĩ hai miền Nam Bắc thì hồi đó đất nước còn hy lộn bính giờ là còn chiến tranh đó không chiến tranh đó dạ nghĩa vậy dạ hai miền Nam Bắc là bên lính bên Việt Cộng dạ giờ thì còn kêu thì ông trong đó thì ông giải phóng dạ ở đó là giải phóng vô không là miếu chiến sĩ chặn dông dạ còn ở đây là hồi hai lúc miền, là đang đánh phải không đéo như là mới chết quan chết ít nữa dạ có người cũng chết quan chết ít nó có rất là ở đây nhiều lắm không ở đây nhiều lắm thôi chứ ngoài sau đó hả rồi nhập về người dân ở đây nhập về bà gì ở đây hả rồi kêu lấy miếng gạch gì để lên thờ hả hay sao mà sao mình không lập cái miếu luôn lập cái am nhỏ phải là mình mua cái miếu nhỏ sao ạ đây tuổi lâu có cây thờ đỡ
chọn chứ. Có cây nào to trên. Giờ ví dụ như có người làm rồi mình làm thì mình xin mình làm được không? Ai biết chinh keo thì nó được mà. Chinh keo được thì mình làm phải không? Đâu có gì phải không? Dạ. Thì mình mua cái miếu gì nhỏ nhỏ đó, mình mua cái miếu gì mình để vô, mình thỉnh vô chứ mình để. Là cái đó là nhà nhập về người ta kêu mấy người chiến sĩ chức quan đất nhập về kêu làm gì đó hả? Giờ làm theo đó hả? Dạ. Rồi cái cây này là mình tự nhiên có luôn hay là mình trồng? Cái này trồng mấy cái bướm gì trồng. Dạ. Đúng rồi, nó có một tay. Năm nay là mấy năm rồi? Năm 13 tới nay rồi. Dạ. Năm 2013 luôn, từ lúc thành lập miếu này luôn. Dạ. Nó làm miếu trong một bướm trồng luôn. Dạ. Quá trời gốc cây. Cái này nó chắc nó còn lớn nữa không chú? Còn lớn nữa ha. Còn nó không biết nữa. Dạ. Mấy ông chiến sĩ ngồi dưới không? Mát dữ ha. Rồi con cảm ơn chú ha. Nói chung thì dạ, con ở An Giang lận. Dạ, con An Giang. Rồi con cảm ơn ông Tự nhiều nha. Dạ. Chú đi về nhiều sức khỏe. Dạ, ủa rồi chú ở đây luôn hay là sáng lại đây thắp hương hay sao? Tôi ngày ở đây là vậy thôi chứ chồng bậy nó vậy. Bệnh là nó có làm. Dạ, nhà chú ở đâu? Ở trong đây chú à. Kế bên đây luôn hả? Giờ người ta kêu chú coi miếu này hay sao? Thì hồi đó tôi chổng là giờ người ta nó thôi chổng thì làm luôn. Dạ. Chứ giờ như nhau thì ông kia không làm là không được, mới sao rồi tôi. Vậy là thường thường là ngày 22 tháng 2 hả? 25 tháng 2. À, 25 tháng 2 là có cái lễ ở đây. Lễ. Là lễ gì chú? Cúng bà trên đó là bóng tầy rồi đúng rồi. Dạ, đông không chú? Đông không? Đông. Dạ, giờ cái ngày gì hồi nãy chú nói nữa là cúng cái gì? 16 tháng 10. Cúng chiến sĩ phải không? Tất cả chiến sĩ. À, cúng đất đai đúng không? Ba cái dầm lớn đó. Dạ, một năm phải không? Năm ba cái dầm. Thì ngày 16 tháng 10 thì mình cúng chiến sĩ ở đây thì mình người dân đồ ở đây người ta lại người ta cúng hay sao? Rồi, tối 5 giờ đó. Giờ mình có đại tiệc gì ăn uống không chú? Có chứ. Có luôn hả? Cháo lao. Dạ. Làm văn nghệ rồi. Ờ, có văn nghệ luôn hả? Có. Ngon nhịn như ta. Rồi mình để đâu chú? Mình làm trong miếu luôn hả? Để ngoài đó nó để 2-3 mâm. Dạ. Năm nào cũng vậy hết trơn hay sao? Thì dầm lớn thì năm nào cũng vậy. À, năm nay dịch bệnh không biết sao ha. Sợ người ta không cho. Cấm là đâu có dám làm. Dạ, chắc không cho đâu. Đâu cho tụ tập đâu. Hai người còn không được mà nó làm. Đúng rồi. Không, bây giờ thì nó đỡ đỡ rồi đó. Giờ đêm tháng 10 là im luôn là làm lớn vui lắm. Dạ, hôm nay 4 tháng nay con đâu đi đâu được đâu. Ở trong nhà không mà đâu đi đâu được. Muốn đi thì phải gìn đi. Đi ra là bị phạt. Để năm nay nếu mà có duyên con nếu mà có duyên nha thì cho con đến để con thắp hương đâu ngay cái ngày 16 tháng 10 hả? Dạ. Bây giờ ở dưới tháng 9 rồi, còn tháng mấy nữa hả? Không có việc đi thì tháng giêng dậm. Cái khu ở ngoài sau này hả chú? Ngoài sau miếu này là nít chết gì lắm hả? Khu qua khỏi cây á. Dạ, qua khỏi cây này hả? Trời ơi. Ở đó là hồi đó sông hay gì? Sông suối hay sao? Té sông chết hả? Đâu có người ta bệnh đẻ rồi. Đẻ rồi chôn rồi sao hay sao? Bỏ. Rồi có ai có mộ đồ ngoài không? Có lập mộ, clip hết hả? Clip hết rồi đó, đóng lồ quỷ. Nhiều lắm hả chú? Bộ nhiều lắm hả? Giờ mấy người con người ta, mấy cái thai rồi người ta bỏ hay sao? Bỏ chứ con lớn rồi đó, nhỏ đó, chừng trăm gia già tám lục. Rồi bệnh chết hả? Dạ, giờ người ta đem vô đây. Rồi. Thì đây nhân đi ra quay khúc sau cho quý vị xem ha. Thì ở đây thì ngoài sau này thì nghe ông Từ cũng nói quý vị. Đây. Rồi. Nam mô A Di Đà Phật. À, nãy giờ nhân chưa có vô quý vị, tự nhiên bước vô đây thì nhân có một cảm giác như là rất là mạnh nha. À, đất đai của bác ông bà ở đây, chị vị vong linh chiến sĩ. Thì nay thiện nam con từ xa xôi đến đất này ha. Để cầu tài, cầu lộc, cầu sức khỏe, bình an cho gia đình, không có quậy phá gì. Cầu xin vong linh chiến sĩ cũng như các vị tu thằng gia hộ độ trì cho con. Đây quý vị,
Thì ở đây thì Nam Mô A Di Đà Phật. Thì có thằng Tài quý vị à. Thì lúc nãy thì ông chú ông nói thì ở đây thì rất là nhiều vong linh mà ngày xưa người ta chết đó quý vị, rồi không có chỗ để người ta đem vô đây đó. Thì đem vô đây thì mấy bé về rồi nhập xác gì cho một cái người gì rồi ở đây đó, rồi kêu thành lập một cái lấy miếng gạch gì đó để một cái nơi nào đó để cho người dân người ta lại người ta thờ cúng để nhận hương khói quý vị. Thì ngoài kia hồi nãy đó chiến sĩ Nam Bắc đó quý vị, thì ông Từ cũng kể sao thì Nhân nói là như vậy không quý vị, chứ Nhân cũng không biết đâu quý vị ơi ha. Nhân cũng từ xá xa xôi đến thôi đó. Thì xung quanh đây thấy không, đây là cái gì không biết, tự nhiên nãy vô vừa bước vô đây quý vị Nhân có cảm giác rất là mạnh luôn. Thì cái chuyện về tâm linh mình không biết được quý vị ơi ha. Đó. Giờ bây giờ thì Nhân cũng đi ra quý vị, vô bước vô đó tự nhiên mệt mệt sao quý vị. Nhìn xung quanh ha, còn đây là cái ngôi miếu lớn ở trong. Hồi nãy giờ quý vị cũng nghe ông Từ cũng nói ha. Đó. Để Nhân vô Nhân quay cho cả nhà xem ha. Ở bên trên thì năm mẹ ngũ hành, ở bên dưới thì bà chú xứ ha, miếu bà đó. Còn ở bên đây thì chiến sĩ trận trong là quý vị đúng không, thì Nhân cũng mới vừa cúng kiến hết rồi quý vị ha. Đó. Thì bây giờ Nhân cũng xin kết thúc video tại đây ha. Thì hôm nay đường xa xa xôi đến miếu bà thì Nhân cũng cầu bình an cho gia đình cũng như sức khỏe ha, cho toàn thể anh chị em đang xem kênh của Nhân đó. Cũng như quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bệnh dịch được tiêu tan ha. Rồi thì bây giờ Nhân cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp cả nhà những video sau ha.